đó, con nó trúng rồi đó. Rồi. Nó khô đó chồng. Để chồng mình qua lượm nha cả nhà. Mình đi khai ná nha anh em. Em mối đầu tiên là xuyên bộ diều lên gãy số cánh. Ok, và tiếp tục theo dõi clip hay chồng mình nha. Cánh. Hai cánh à. Không lỗ đít nó hay gì đó. Bữa nay thì hai vợ chồng mình qua bên khu vực Tầm Du nha cả nhà. Cũng lâu rồi hai vợ chồng không có qua. Cánh còn ok, tiếp tục nha anh em. 2 mét. Gì đây nè, hết nó nổi. Đứng ra là nè, cách chừng 2-3 mét gì à, chết luôn. Gãy cánh hả? Đây này, khai ná. Chúng em cò đầu tiên anh em. Nó mập luôn. Ủa nó bự kìa. Chúng em anh em. Ở khu vận. Đang câu tới nè. Rồi nằm đó đó. Từ từ.
Rồi chơi chơi. Bữa nay thứ hai nha cả nhà. Muốn nhủi cái đầu. Ngày luôn. Rồi thứ hai à mọi người. Nó xích vô trong á chồng. Quá ngọt. Khoảng cách này xa lắm mà nó cũng xiên ghê thiệt chứ. Cực kỳ mạnh luôn, tụi bên đây nè. Xiên qua bên đây nè. Xiên ngọt luôn, chất ngọt luôn anh em. Tiếp tục theo dõi clip đi săn của hai đồng nha. Mày rồi rớt rớt con này rớt á, chặt luôn, rớt xuống đây, rớt xuống đây nữa. Đây quốc cái đàn viên mà xuyên qua đây nè, đây xuyên qua đây nè, viên đạn nó ra tới ngoài đây luôn, gãy luôn hai giò anh em thấy không? À hàng chi hai giò gãy luôn, giò nó vô nó ói mình sợ nó bay, cái mình quốc thêm viên ngay đây ngay táo luôn. Đây còi trắng anh em. Nay là cũng 2 tháng mấy rồi vợ chồng mình mới qua bên Tầm Du đi săn nha. Thì bữa nay qua Tết mà hai chồng mình cũng đi khai náo luôn. Sáng giờ được 3 em cò rồi. Tiếp tục đi theo dõi clip đi săn của vợ chồng mình nha. Ok. Nhớ bấm đăng ký và like cho vợ chồng mình nha. Tiếp tục nào. Mày bồi vô trúng. Hello anh em với mọi người đang xem và ủng hộ cái kênh của Phúc Tài Vlog nha. Thì bữa nay là ngày 6 hai chồng mình đi qua bên Tầm Du cái chương khai ná nha cả nhà. Chúng mình bữa nay mình đi khai ná. Thì đầu tiên là mình xin chúc toàn thể anh em nó thủ gần xa và mọi người trên mọi miền đất nước là một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài nha mọi người. Thì bữa nay hai chồng đi săn là qua bên Đầm Du đi nửa ngày à, bữa nay giờ này trưa rồi, chắc cũng 11 mấy 12 giờ về tới nhà. Thì bữa sáng mình đi được là ba chú cò, là hai con cò bợ nè, một con là hai con với một con cò trắng, với lại 8 cua vàng anh em nè. Đây 4 con với đây 4 con là được 8 cua vàng, là khai ná đầu xương nha, là đi nửa ngày trời được như đây thì hai chồng mình chạy về. Con này còn sống này gãy cánh thôi mình nuôi lại đó, con nào còn sống thì mình cứ nuôi lại thôi. Vì nha anh em, thì mong anh em tiếp tục ủng hộ cho kênh Phúc Tài Vlog bằng cách là đăng ký và like và nhấn chuông nha mọi người. Cái like với cái nhấn chuông đó thì mọi người mỗi lần cái video mọi người xem thì nhấn chuông và like, thì mỗi cái video mới mình nó sẽ đề xuất cho mọi người sớm nhất để mọi người được xem cái video của mình săn bắt. Thì mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho kênh hai chồng mình nhé. Ok, vậy năm mới trên đây chúc cho mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Ok vậy nha mọi người, mình xin kết thúc clip tại đây. Một lòng thôi. Bye.